nhân tâm sinh nhất niệm thiên địa tận giai chi chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh minh huệ chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề một niệm giữa thiện và ác Bài chia sẻ thứ nhất: 6 câu chuyện về kinh văn mới của sư phụ gây được tiếng vang với người dân Trung Quốc. Bài viết của Huệ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 28 tháng 3 năm 2024. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã công bố bài viết có tiêu đề: Vì sao có nhân loại? vào ngày 20 tháng 1 năm 2023. Khi đọc bài viết này, mọi người rất phấn khởi, hào hứng và nói với những người khác về bài viết rằng mỗi câu ngài ấy nói đều có lý. Tôi kính phục sư phụ Lý. Đã một năm kể từ khi bài viết của sư phụ được đăng tải. Trong quá trình phát tặng bài viết này, tôi và các học viên khác đã có một số trải nghiệm vô cùng xúc động, muốn chia sẻ với mọi người nhằm bày tỏ lòng biết ơn tới sư phụ. Một, sư phụ đại pháp thực sự đến để cứu người. Một cặp vợ chồng ở khu vực của tôi là các học viên đã gặp một người đàn ông lớn tuổi trên cánh đồng và đưa cho ông ấy một bản sao của bài kinh văn. Họ nói với ông, đây là bài kinh văn của sư phụ Lý, bài kinh văn dành cho tất cả mọi người. Sau khi nghe họ giảng chân tướng, người đàn ông hiểu ra và nói, Hóa ra, sư phụ Lý thực sự đến để cứu người. Ngài ấy thực sự đến đây để cứu người. Lòng biết ơn của ông không thể diễn tả bằng lời. Cặp vợ chồng đã rất cảm động. Với sự khuyến khích này, họ đã nhanh chóng chia sẻ bài kinh văn đến nhiều người hơn nữa. 2. Tôi đã giúp bạn chia sẻ bài kinh văn cho hơn 10 người. Một học viên đang chia sẻ bài kinh văn trên đường thì một người phụ nữ đến và nói: lần trước bạn đưa cho tôi tấm thẻ đó, trong đó có kinh văn của sư phụ, và tôi đã giúp bạn chia sẻ cho hơn 10 người. Đưa cho tôi thêm vài bản nữa, và tôi sẽ giúp bạn chia sẻ tiếp. Hai học viên khác đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở một ngôi làng, thì họ gặp một bí thư làng. Họ giảng chân tướng cho ông và thuyết phục ông thoái đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, bí thư nói, các vị có thể nói chuyện về pháp luân công một cách thoải mái ở làng chúng tôi. 3. Tôi phải đọc thật cẩn thận. Một ngày nọ, tôi gặp một người đàn ông trung niên ở chợ. Ông ấy không mua bất cứ thứ gì và đang nghỉ ngơi trên chiếc xe ba bánh của mình. Ông ta dường như đang đợi ai đó. Tôi bước tới và đưa ông ấy bản sao của hai bài kinh văn, Vì sao có nhân loại và tại sao cần phải cứu độ chúng sinh ông ấy nhận bài kinh văn và nói hãy để tôi xem thứ tốt lành này tôi nói với ông ấy đây là những bài kinh văn của sư phụ lý ông phải trân trọng nó ông ấy trả lời thật sao tôi sẽ đọc một cách cẩn thận sau đó tôi đã thuyết phục ông ấy thoái đảng cộng sản trung quốc và ông ấy thích bút danh mà tôi đặt cho ông ấy đại hải dịch là biển lớn ông cho biết ông là quân nhân đã nghỉ hưu và phục vụ trong hải quân. Tôi nói, hóa ra là ông đến đây không phải để mua thứ gì, mà thay vào đó, ông ở đây để chờ đợi Phật Pháp. Ông ấy đã mỉm cười. 4. Nhìn này, tôi không bị thương. Ở chợ, tôi gặp một người đàn ông đi xe ba bánh. Tôi đưa cho ông ấy hai bài kinh văn của sư phụ Lý và nói Đây là sư phụ Lý giảng Pháp cho con người thế gian, trong đó có ông. Ông vui vẻ nhận các bài kinh văn và nói Tôi thích đọc sách Pháp Luân Công. Sau đó ông ấy nói Sư phụ Lý đã bảo vệ tôi. Tôi bị ngã rất mạnh hai ngày trước nhưng tôi không bị thương. Một tháng trước trời có tuyết rơi dày đặc đường vẫn đóng băng và trơn trượt. Tôi hỏi tuổi ông và ông tự hào trả lời rằng ông đã 84 tuổi. Ông ấy xuống xe ba bánh và dậm chân xuống đất để cho tôi thấy rằng ông ấy không bị thương. Tôi nói với ông ấy, đó là vì ông tin vào đại pháp và đã được ban phúc lành. Ông ấy vui vẻ nói, đúng vậy và rời đi trong khi gật đầu. Khi tôi quay lại để đưa kinh văn cho một phụ nữ lớn tuổi, bà nói, tôi không biết đọc. Sau đó tôi bảo bà niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, trần Thiện Nhân Hảo và bà nói rằng bà ấy đã nhẩm niệm ngay cả khi ngủ. Năm, tôi tuyệt đối tin vào đại pháp. Khi tôi tiếp tục đi bộ, tôi nhìn thấy một người đàn ông đi xe đạp điện và đưa các bài kinh văn cho ông. Ông ấy hỏi, "Tôi có mang theo bùa hộ mệnh không?" Ông ấy rất biết ơn khi tôi đưa cho ông một cái. Ông nói, "Tôi hoàn toàn tin vào pháp luân đại pháp. Em gái tôi cũng tu luyện. Cách đây không lâu, tôi bị tai nạn xe hơi." nhưng tôi không hề bị thương chút nào. Chỉ có đèn pha bị hỏng. Đó là bởi vì tôi có chiếc bùa hộ mệnh bên mình. Tôi nói, vì em gái của ông tu luyện pháp luân đại pháp, nên mọi người trong gia đình đều được hưởng lợi ích. Ông gật đầu và nhận lấy kinh văn. Một lần khác, tôi đưa kinh văn cho một ông cụ trên phố. Tôi nói, đây là sư phụ lý đang giảng pháp cho con người thế gian, trong đó có ông. Đây là Phật Pháp, và không thể vứt bỏ được. Lời giảng tiết lộ con người đã xuất hiện như thế nào, tại sao con người phải chịu đau khổ và con người có thể làm gì để được ban phước. Ông ấy chắp hai tay vào nhau trong tư thế niệm Phật và cảm ơn tôi trong khi nước mắt lưng tròng. Tôi bảo ông đừng cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn sư phụ Lý, vì chính sư phụ đã bảo chúng tôi cứu người. Ông ấy đáp, "Cảm ơn sư phụ Lý." Sáu kính chào sư phụ. Cách đây vài ngày, tôi gặp một người phụ nữ trông có vẻ khoảng 80-90 tuổi. Tôi đưa cho bà các bài kinh văn và bà rất vui. Bà ấy nhờ tôi đưa cho bạn bà ấy một bản sao các bài kinh văn và giúp bạn bà ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhìn bà ấy vui vẻ như thế nào? Tôi hỏi liệu bà ấy có muốn nói điều gì với sư phụ Lý khi Tết Nguyên đán đang đến gần không? Bà ấy nói pháp luân đại pháp hảo tôi hỏi lại xem bà ấy còn điều gì muốn nói không bà trả lời chân thiện nhẫn hảo còn gì nữa không sau đó bà ấy chậm rãi trả lời xin chào sư phụ tôi choáng váng và nước mắt lan dài trên khuôn mặt khi tôi ôm bà ấy bà có ngụ tính thật tốt bà ấy đã cười Bài chia sẻ thứ hai, Người Trung Quốc đang thức tỉnh Bài viết được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 26 tháng 3 năm 2024 Vì các học viên trên toàn thế giới tăng cường nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại pháp luân đại pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh trước sự thật của cuộc bức hại. Dưới đây là hai câu chuyện về những người Trung Quốc đã bác bỏ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhận ra pháp luân đại Pháp là tốt. 1. Hướng dẫn viên du lịch, Sengyun chiếu sáng thế giới Khi đoàn nghệ thuật Sengyun lưu diễn tại Nhật vào năm 2024, một học viên pháp luân đại Pháp đã đi du lịch đến Nhật. Anh ấy nói với hướng dẫn viên về pháp luân đại Pháp và cuộc bức hạ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đặc biệt là sự tra tấn tàn bạo mà các học viên trải qua khi họ từ chối từ bỏ đức tin biết rằng senjin sẽ có mặt ở khu vực này người học viên cũng hỏi hướng dẫn viên rằng có đủ thời gian để anh ấy xem buổi biểu diễn hay không hướng dẫn viên đã sắp xếp cho đoàn du lịch nghỉ tại khách sạn gần nhà hát và người học viên đã mua vé và mời hướng dẫn viên và tài xế xe buýt đi xem buổi biểu diễn trên đường về nhà sau buổi biểu diễn Hướng dẫn viên vô cùng xúc động và nói: Tôi đã nghe nói về Sandrin nhiều năm nay rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xem. Anh ấy rất biết ơn người học viên đã cho anh cơ hội đi xem buổi biểu diễn của Sandrin. Anh ấy nói: Tôi nhìn thấy niềm hy vọng mà pháp luân đại pháp sẽ mang lại cho toàn thế giới và sức mạnh to lớn của sự tử bi. Anh ấy cho biết, trung đá trên núi Hiê có khắc dòng chữ một góc ánh sáng nghĩa là chiếu sáng một góc thế giới sau khi xem senjin anh ấy nói đã hiểu ra ý nghĩa thực sự của thông điệp trên cái chuông rằng senjin đang chiếu sáng mọi ngóc ngách và cuối cùng là toàn thế giới anh ấy khẳng định điều này nhất định sẽ xảy ra anh ấy cũng nói con đường của senjin sẽ không dễ dàng và có nhiều trông gai nhưng miễn là tâm của mọi người có thể hướng về những điều tốt đẹp thì mọi thứ sẽ thay đổi các học viên pháp luân Đại Pháp mang lại ánh sáng và hy vọng cho toàn thế giới. Anh ấy cảm ơn người học viên đã cho anh cơ hội có được trải nghiệm này. 2. Những hành động tử tế của người bán rong Câu chuyện tiếp theo được kể bởi một học viên thường xuyên đến chợ để phát tờ rơi pháp luân Đại Pháp. Có một ông lão bán khoai lang ở chợ. Tôi đã nhiều lần nói với ông về pháp luân Đại Pháp và ông luôn sẵn lòng nhận tài liệu từ tôi tôi cũng luôn đề nghị ông chia sẻ chúng với người khác cách đây vài tháng lúc tôi đang phát lịch minh huệ thì gặp lại ông tôi chỉ còn hai cuốn lịch ông lão nói cho tôi xin hai cuốn lịch nhé nhà tôi thường có nhiều khách đến thăm và tôi thường đưa cho họ những tài liệu mà cô đưa cho tôi tôi cũng bảo họ sau khi đọc xong thì chuyển cho người khác một hôm tôi lại đi ngang qua quầy của ông lão ông ngăn tôi lại và nói cô còn nhớ mặt dây trang trí cô tặng tôi có dòng chữ pháp luân đại pháp hảo chân thiện nhẫn hảo không một người bà con của tôi thích lắm anh ấy cũng muốn có một cái treo trong xe hơi cô có thể cho tôi thêm một cái để tôi đưa cho anh ấy không thật không may là tôi không còn cái nào ông lão nói cô tìm giúp tôi một cái nhé nó sẽ giúp trong việc nói với nhiều người hơn nữa rằng Pháp luân đại pháp là tốt. Tôi kể với một học viên khác đi cùng tôi và cô ấy đã tặng ông lão cái mà cô có. Sinh mệnh là quý giá và những ai minh bạch chân tướng đã trở thành sứ giả của thiện lương. Họ đang lan truyền thông điệp: Pháp luân đại pháp hào chân thiện nhân hảo. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả